Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho anh em thêm một cái dòng xe Tiga của Honda nha. Thì dòng xe Tiga Honda này, chiếc nào nó cũng có hệ thống, thứ nhất là hệ thống an toàn của xe, chống nghiêng và thắng của nó. Thắng này là thắng SBS à, thì nó rất là an toàn. Thì những chiếc xe mà chúng ta đi, những cái xe này như là xuống dốc chúng ta ngừng lại đá chống nghiêng á, thì những cái dòng xe khác á, đá chống nghiêng xuống thì Yamaha thì nó sẽ vẫn nổ máy, còn như thằng này đá chống nghiêng xuống thì nó sẽ tắt máy. Nhưng mà khi xuống dốc á, thì nó có một cái công dụng thêm nữa là cái thắng tay này của nó sẽ khóa cái thắng tay được. Thì khi chúng ta dừng giữa dốc hay là cái khúc nào mà có những cái chuyền dốc á, mình dựng xe mình sẽ bóp thắng này vô ha, thì nó sẽ khóa được cái thắng sau. Đây mình sẽ bóp thử. Giờ mình sẽ bóp vô mình sẽ gài cái này lên đó, nó sẽ dính lại. Thì khi mà nó gài dính lại đây thì cái bánh sau, cái bố thắng nó sẽ khóa lại rồi, thì chúng ta dừng ngay giữa dốc bánh xe nó không chạy tuột xuống. Còn những cái dòng xe Yamaha nó không có xài như cái thắng này, thì chúng ta ngừng lại á, thì thứ nhất đó là cái chống nghiêng của nó sẽ ngừng lại, đá xuống nó sẽ không tắt máy đó. Mà ngừng lại thì chỉ có quay đầu lên dốc mà đá chống nghiêng thôi, chứ không cách nào mà ngừng giữa dốc được. Có nhiều lúc có trường hợp á, mình đi xe mình xuống dốc, những chị em không biết dừng như thế nào hết đó, mà quay đầu cũng khó khăn lắm. Thì thằng Honda này nó đã chế ra cái thắng này rất là an toàn, nó khóa thắng rồi. Chúng ta sẽ bóp vô sẽ thể nó sẽ khóa này lên, nó sẽ giữ là cái xe của mình không chạy tới. Giờ mình sẽ bóp vô cho nó nhả lại nha. Đây có chốt nè, nó sẽ nhả lại nha. Đó, nó bật xuống. Thì khi chúng ta bóp thắng lại thì nó sẽ ăn thắng sau rồi, cái phanh sau nó đã được rồi. Đó, bóp vô, kéo lên, nó sẽ giữ lại. Cái xe đây sẽ không chạy tới về lui. Thì cái xe nằm trong nhà thôi, mình không có ấy được. Thì giờ buổi trưa cũng hơi trời hơi nắng, thành ra mình không có làm cái trường dốc cho mọi người xem được. Thì mình sẽ giới thiệu cho anh em thôi. Những chị em nào mà đi xe Honda như là hãng Honda, thì ví dụ mình có đi mua đồ hay gì đó, mình dừng xe giữa dốc vậy đó, thì mình sẽ khóa thắng tay là cho nó an toàn. Còn những anh em nào mà mua xe thì nhà có gia đình có vợ gì đó, thì chỉ cho vợ mình, ví dụ chưa biết thì chỉ cho biết, để mình đề phòng ngã xe của mình không biết dừng như thế nào hết. Giờ mình sẽ bóp ra thêm lần nữa nè. Ngày xưa mình cũng không biết cái này có tác dụng gì nữa, nhưng mà bữa mình vô tình mình đi chợ á, mình ngừng xe lại giữa dốc rồi không biết sao hết, không biết quay đầu cũng được, xe đông người qua quay đầu cũng được, đá chống nghiêng, vô tình nhớ lại được, này gạt này lên cái là nó ok liền. Thì mình chỉ chia sẻ những cái hữu ích của cái xe này Honda nó chế tạo thôi. Thì anh em nào có ấy thì ủng hộ kênh của mình thôi. Mình chỉ chia sẻ cho anh em thôi.